Lần này vé đâu? Rồi vô đi, vô đi, vô đi. Lên. Vé này vé đâu? Rồi lên đi, lên đi, lên xe đi, nhanh đi. Rồi ông già vé đâu? Chưa có vé cho. Đâu đưa tiền này. Ơ cái bắp. Ủa? Tôi biết tôi đâu. Con thấy cái gì? Cần giúp tôi đi mà tôi. Giờ sao có tiền không? Có. Đi ra chỗ khác. Bé cái lên đây em, lên đây. Ông đi ra chỗ khác đi. Rồi, lên xe. Ông không có tiền đi ra chỗ khác đi. Tôi mất góp thiệt cậu. Cho ông rồi tiền đó tôi bộ. Đi ra chỗ khác. Bây giờ chú có sao không ạ? Chú đừng dậy. Ê cái thằng kia mày mất dạy vừa đấy nhá. Dạ. Dạ chú, con có ấy về đây ấy. Chú cầm về ấy, chú về đi ạ. Cậu cũng về hả? Dạ con có việc bận ấy, nên là con không về được. Dạ chú cầm về đi, không trễ xe giờ đó. Dạ. Cảm ơn cậu. Alo mẹ à? Giờ con bị trễ thiệt xe đấy, nên là con về trễ một chút xíu mẹ nhé. Dạ.